Vâng, chào quý vị các bạn, tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa để quay cái cảnh. Như vậy là theo lịch thì hẹn với các anh ở dưới câu lạc bộ của Nga Sơn. Có lẽ bây giờ tôi sẽ từ nhà xuống dưới câu lạc bộ của Nga Sơn, sau đấy đến ngày mai sẽ đi thành phố Ninh Bình. Và đây cũng lần đầu tiên đi quay triển lãm ở xa. Có rất nhiều bạn bảo sao không đi quay ở các cuộc triển lãm ở các tỉnh khác do đặc thù công việc nên là không thể đi được. Thì lần này nhân tiện có thời gian nghỉ ngơi thì dài nên là tôi sẽ đi quay xa cho các bạn xem. Tôi đã xuất phát từ cách nhà được gần 1 cây số rồi, có lẽ nên tập trung vào đi. Tôi xin tạm dừng. Như vậy tôi còn cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 3 cây rưỡi nữa. Vâng. Vâng, tôi đi được đến khoảng hơn 20 cây rồi đấy. Để đang nghỉ giải lao một chút ở chỗ tượng đài. Ở tượng đài thành phố Thanh Hóa đây. Và chuẩn bị đến cầu Hoàng Long. Tượng đài thanh niên xung phong. Đây thôi. Đây là đầu cầu của Hoàng Long. Bên kia là cầu Hàm Rồng cũ. Vâng, như vậy là tôi đã có mặt ở thị trấn của huyện Nga Sơn. Vâng, có điện thoại. Vâng, như vậy là hẹn với lại anh Tiến ở Nga Sơn. Thì bây giờ tôi đã có mặt ở thị trấn để vào tham gia
thăm nhà các anh ấy, và kết hợp quay cây của các anh ở trong hội viên câu lạc bộ. Và một chuyến đi dài, có lẽ là đi được tầm khoảng hơn 60 cây rồi, đã đến thị trấn Nga Sơn. Thị trấn rất đẹp. Các cháu học sinh bây giờ gần 11 giờ trưa nên là đang cái giờ tan tầm. Mà hiện tại tôi đang đứng ở đây để chờ các anh ấy ra đón, thì vào xã nên là không biết là xã ở đâu. Và rất là cảm ơn các anh đã đón tôi. Thực sự đi quay xa cũng hơi vất vả, nhưng mà đến được giao lưu gặp gỡ các anh thì cũng rất là tuyệt vời. Đồ nghề của tôi đi quay thì chỉ có mang theo hai chiếc điện thoại, một chiếc laptop và một cái gậy chống rung. Thế là trên đường đi đi bằng xe máy các bạn. Hy vọng là sẽ quay được thật nhiều thước phim về cây cảnh để cho quý vị và các bạn xem. Đây đang ở thị trấn nên là đang chờ anh ra đón. Vâng, và bây giờ tôi đang theo các anh ấy về nhà anh Hiệu, cũng là thành viên của câu lạc bộ cây cảnh của huyện Nga Sơn. Đang theo các anh về nhà. Tôi chuẩn bị lên đến cầu vượt Phú Sơn ở thành phố. Vâng, tôi đi được đến khoảng hơn 20 cây rồi đấy. Để đang nghỉ giải lao một chút ở chỗ tượng đài. Ở tượng đài thành phố Thanh Hóa đây. À, chuẩn bị đến cầu Hoàng Long. Tượng đài Thanh niên xung phong. Đây rồi. Đây là đầu cầu của Hoàng Long. Bên kia là cầu Hàm Rồng cũ. Ông Ngâu. Vâng, giờ tôi đang có mặt ở
cắt nhà anh Tiến ở thì Nga Sơn. Tiếp đón này rất là cảm ơn cái cành nào thấp vậy nhá. Đây mọi người em trong câu lạc bộ và mọi người ở Nga Sơn tổ chức bữa cơm trên là Tương Cao Cơ xin cảm ơn tất cả. Nga Hải của huyện Nga Sơn năm 2018. Vâng, chúng ta đi vào bên trong để xem ở cấp làng xã tổ chức lễ hội. Vâng, bà con đang đến rất đông. Tổ chức buổi lễ xin đề nghị các thanh niên của làng chuyển giúp cái trống to. Thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, đêm giao lưu văn nghệ đền chùa Phủ Khánh Hải tối nay đã trước sân khấu của đền chùa Phủ Khánh Hải thì chúng ta cùng chung vui và thưởng thức đêm giao lưu văn nghệ trước sân khấu của nhà chùa. Xin được trân trọng nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương, con em con bác xa quê trở về quê hương để chúng ta dự lễ hội hôm nay. Và trước khi vào chương trình có rất nhiều các đội nghệ thuật trở về để biểu diễn chúc mừng. Trân trọng kính mời và kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, các Phật tử trong và ngoài làng về dự đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống đền chùa Phủ Bái Lăng năm 2018. Chúng ta khẩn trương trở về sân chính của đền để chúng ta chuẩn bị bước vào đêm giao lưu. Và đặc biệt đề nghị tất cả các đội văn nghệ chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị cũng như là danh sách hôm nay. Thank you.
ánh sáng ạ. Vâng, xin chào, cảm ơn rất nhiều. Vâng ơi, vâng, cảm ơn quý vị và các bạn nhiều. Vâng, và tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của đội ngũ lân đường ánh sáng sang lên trên sân khấu ban lãnh đạo. Lời đầu tiên cho phép Trung Sơn và Thùy Trang xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con, cùng các Phật tử lời kính chúc sức khỏe và lời chào chân. Buổi sáng nay tôi đang có mặt ở nhà anh Tín và theo lịch trình thì bây giờ anh em đi ăn sáng rồi tôi sẽ xuất phát đi Ninh Bình để quay triển lãm ở thành phố Ninh Bình. Ở đây khung cảnh buổi sáng. Thời tiết sáng nay là có mưa nhẹ một chút. Trước khi đi quay một khung cảnh đang đứng trước nhà anh Tín này để chia tay gia đình, chia tay đất Nga Sơn để tiếp tục qua hành trình. Như lúc đầu tôi đã nói với quý vị và các bạn, sẽ một chặng đường dài. Và đi đến đâu tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc tôi đi đến đó. Và bây giờ hai anh em chuẩn bị đi ăn sáng một chút để tiếp tục cuộc hành trình. Chào quý vị các bạn nhé. Hiện giờ tôi đang có mặt ở Lai Thành của Kim Sơn, chắc là xã Lai Thành của Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, gần nhà thờ đá Phát Diệm. Đây có lẽ cách nhà thờ đá cũng không xa đâu. Vâng, và con đường phía trước này là sẽ dẫn ra thành phố Ninh Bình. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình ra thành phố Ninh Bình để quay cây. Chắc phải đi mất tầm khoảng 30 phút nữa gì đấy. Vâng, cuộc hành trình lại tiếp tục. Vâng, đang trên đường ra thành phố Ninh Bình quay cây thì trên chuyến đường đi thì tôi lại dừng lại ở huyện Yên Mô. Đây, và tôi đã quay một video ở vườn cây cảnh nhà anh chị đây. Vâng, đi ra đây để quý vị các bạn, tôi chỉ dừng chân một lúc thôi, bây giờ sẽ đi ra thành phố Ninh Bình luôn. Đây ở Yên Mô. Vâng, biển đây, đây Yên Mô. Vâng, tôi đang quay camera trước nhưng mà ở thành phố Ninh Bình và tôi có một video trên đấy. Đây, vẫn chín xe này, vẫn cuộc hành trình tiếp tục. Chào anh chị ở đây thôi để tiếp tục ra thành phố Ninh Bình. Vâng, tôi đã đến với thành phố Ninh Bình, nơi chuẩn bị triển lãm sinh vật cảnh. Đây là nhà thi đấu của tỉnh Ninh Bình ngay phía xa kia. Vâng, còn đây là khu trưng bày cây, rất nhiều cây, rất nhiều cây đẹp của các nhà vườn. Và một chuyến đi dài của tôi xin được dừng video ở đây. Chào quý vị các bạn nhé.